Ok. Ngớm mà gọi rồi. Bảo ngồi chỗ đi, ngồi chỗ. Nếu mà không ngồi, mình ngồi chỗ hết với chỗ cho. Ra đây ngồi vào kia kìa, chỗ gần cái quạt thì mát này. Ok. Bảo ngồi trong cái ghế đỏ kia. Đấy kia nóng nhất ngồi đấy. Ninh Tẹo đã là người đi bê nhá, bê đồ nhá. Thì con là chả lớn nhất rồi gì? Thế bố gọi order rồi còn gì nữa? Không thì để cho con nó đi lấy cho. Để con lấy cho. Ôi con bố làm sao? Bố đang nói là cả con đấy. Nó uống ăn ăn kẹo cao su, nhà ra đi. Ăn mãi. Gia đình ngồi đợi trà sữa, ngồi ngóng cổ. Ờ kem kìa, kem kìa. Ôi dồi, có kem dài thế. Có ăn này xong thì lo luôn. Ủi, con đang bị viêm họng nhé, còn ăn, còn ăn. Thôi để bố kính nhá. Đây, cho con cái đồng tiền này này. Coi. Kìa kem nè. À thôi, bỏ ra. Còn hai cái nữa. Bảo ăn đi. Có dài quá, đưa một cắn. Thôi đưa ra cho bố, đưa cho bố, đưa tiền đấy. Của chị. Ăn đi, bảo ăn đi. Ui dài chua, bảo cắn phát hết nửa không? Cắn đi, sao mà buồn thế? Ăn nhanh lên đi, còn ngồi trước quạt chứ. Ăn đi. Gia đình ơi, gia đình không khoan à? Gia đình không có kem à? Phải không? Tại sao? Thế có ai còn có ra cho gia đình nếm ngay. Bảo ơi, báo anh kia đổi chiếc quạt nó ướt hết rồi, chảy nước là chạy ra chưa kia, ra cho nó nóng nhất mà ăn gì. Lâu lâu có ăn cái kem mà nó dài như này. Thế à? Ninh, Gia Ninh ơi, Hải Ninh cho Gia Ninh cắn cái. Hả? Cho Gia Ninh cắn cái. Không, còn cứ nói nặng cho Gia Ninh cắn cái. Nít sẽ, ủi quả ăn nhanh lên. Quả không quả, quả ai? Quả. Con Si ơi, hôm trước mình về mình ăn ở kem ở kia bé tí nhỉ? Đúng không? Kem to đùng. Nhanh lên, nước chảy tống ống thì kinh quá. Muốn sao nó quả Hải Ninh mà không chảy nước mà quả mọi người đều chảy nước ấy. An ơi, An cho em ăn cắn miếng. Mồi ăn thơm mà. Ăn kem nữa thì gọi nhá. Ăn kem thì gọi. Ôi hoa đây, ôi dồi ôi. Chị sai là gì, ôi dồi. Hoa ăn kem hay ăn gì? Ăn kem hay ăn gì? Kem hay trà sữa? Kem. Kem à? Cho kem em ơi. Để qua đây ra. Đây là khoác cả bao tiền để đi ăn chơi. Chưa, đợi ngồi đấy. Dạ, ra Gia Ninh vậy đấy. Chưa, vì đang gọi đội gọi với ngoại. Gia Ninh bảo là cho ăn chung với cả Hải An mà không chịu. Gọi gì không? Cho em ơi, cho Hoa lấy trà sữa gì đấy? Gọi cho. Ờ, cho em trà sữa cá đấy. Kìa, ra lấy đồ kìa, ra lấy đồ kìa. Trà sữa cho ai? Hải Ninh. Kìa, trà sữa ăn trâu nữa kìa. Mang hết rồi, nên Gia Ninh là người mang đồ đây. Hải Ninh ơi, đồ kia xong rồi kìa. Được tặng quà. Quà gì? Ui, tặng bút rồi. Ôi giời, cho Hoa xin gái cho chụp ảnh. Ôi, Loan xin gái cho chụp ảnh kìa. Đây, Loan chụp ảnh. Ôi giời, đấy, được lên trang nhất của Mi Xuẻ. Loan Ninh chụp ảnh ấy. Kìa, bút kìa. Ôi giời. Kìa, đã bảo kìa. Ôi, mỗi người được một cái bút kìa. Hôm nay là ngày 29 khai trương mà nhỉ. Hải Ninh quay mặt đằng kia. Hải Ninh đều đấy nhận.
Thấy chưa? Nhận quà ngon chưa ra bút. Đó anh Ninh rất tin vào ấy. Có chú đâu chị các chị chơi cái nào. Đấy, ok. Kinh kinh. Chơi luôn. Rồi rồi, ok. Ô, bảo lấy bút xong về vào đây ngốc nhỉ? Bảo để bút đây mất bút hả? Mất không chụp ảnh. Đâu, đưa ra. Chả biết có những ai đấy. Ô, trà đào của ai đấy này? Trà đào của ai ăn kia kìa? Xem là lấy trà gì nhỉ? Trà, trà đào á. Mình có cả cái đây hết à? Ừ, trà đào bốn mùa của ăn kìa. Trà khô. Là chúng ai trà đào đâu? Trà đào không ngon đâu. À, hai gì của gia bảo đấy. Không ngon đấy hả? Không cho đủ thôi. Bảo là ăn nha. Bảo là cô sao nhỉ? Hai gì là có ai? À, hai gì có à? Ủi quá, uống hai gì cơ. Ôi, mà cái hai gì uống cái gì vậy? Hai gì, không phải hai ni đâu mà. Tớ ăn như thế cho phải xinh. An ơi, chỗ này mà ngồi này, sao ngồi xa thế? Ngon này. Vừa về hỏi Loan là Loan có uống trà sữa không thì cho đi chứ không thì sao Loan không uống được. Loan bảo sao con không uống được nhỉ? Đừng là kiêng chiên trà sữa hay là nên Loan phải lên trên này à, veo han luôn một tháng thì chắc là nên chục cân. Rồi biết đâu đấy chứ. Ôi sao bảo nếu mà trên nếu dưới. Nếu trên nếu dưới. Bảo nếm trên nếm dưới. Ừ rơi rồi. Ơ sao coi. Có bố không có ông hút à? Hả? Ông hút bố đâu? Con đi lấy ông hút cho bố đi. Em ơi. À con lấy cho bố ông hút đi. Bảo ơi bảo. Bảo lấy cho bác cái ông hút. Ok. Thôi ngày mùng 2 9 rồi. Ok cho đi uống trà sữa trâu luôn. Gia Ninh ơi, sao cốc trà sữa của Gia Ninh nó cứ màu trắng ấy nhỉ? Nó không có màu khác cái gì. Em ở chỗ nào? Ờ, nó lại trắng hơn bình thường kiểu. Chị đang ở chỗ Mỹ Xuyên một phía. Có Hải Ninh ấy, có bốn màu giống nhau, có Hải An màu, có màu khác nhỉ? Có, ồ, đi ra rửa tay trong kia con ạ. Ôi, chị bỏ. Loan ở quê có giờ uống trà sữa không? Ở đây có ngon bằng ở quê không? Như nhau à? Ở quê là uống trà sữa gì? Cúc này á? À? Cúc có mê xòe à? À ở chỗ ở Khởi Phủ đấy không? À. Ờ, Hải Ninh lần trước cũng vào đấy, Hải Ninh lần trước vào đấy. Mua trà sữa sang ra đúng không ạ chị ơi? Đúng không? Sao Hải Ninh bảo ôi bố nó gọi con là chị chứ? Ok, uống thử. Gato TV.